Kênh bác sĩ kinh doanh Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị về cách tạo kênh cấp 1, cấp 2 như thế nào cho hiệu quả nhất. Thì khác với mỗi lần thì em thường quay tại nông trại Hồng Yến, vườn nho chính của em. Thì hôm nay em đang ở Đồng Nai, nhà người thân của em. Và hiện tại thì diện tích lớn đa số là trồng bưởi. Và sau đây em sẽ kiểm tra về thổ nhưỡng. Thì đất ở đây cũng thuộc dạng đất cát pha thịt, cũng tương tự, tương đồng với thổ nhưỡng ở Ninh Thuận của em. Thì bước đầu thì cây nho phát triển rất là tốt. Đặc điểm nổi bật ở vườn nho này á là không chưa dùng một loại thuốc hóa học nào đã tự nhiên, và chỉ bón phân chuồng đã ủ hôi để cây nho nó phát triển. Và tình hình chung á, thì đất mới thì cây nho này cũng rất là thích nghi ở tại vùng chuyên trồng bưởi Tân Triều Đồng Nai này. Đây, trồng nho cũng rất là đơn giản. Thì sau đây em sẽ đi vào hướng dẫn kỹ thuật tạo cành cấp 1. Thì đây là cây nho hải đen, lá rất là to, bản táo bản lá thì có thể hơn cả bàn tay của em đó. Và đây là tiệm rút vàng, và đếm ra thì đã được trên 1,2 m, và em đã bắt đầu ngắt ngọn được 10 ngày. Thì cái cành nho, cành chính này nó đã to ra. Thì thắc mắc là chắc anh các anh chị thắc mắc là sao mà lại để cho cành nho no mà mình lại bấm cành. Thì hiện tại thì mình bấm cành tập cấp 1 thì chưa cần phải để bông, nên là mình bấm non một tí thì mình tiết kiệm thời gian hơn. Thì tính từ điểm tích xúc vàng thì mình đếm ra tầm 4 mắt ngủ, và mình sẽ bấm cành và loại bỏ phần phía ngoài. Mục đích việc bấm cành là để cây nho tập trung chất dinh dưỡng để thúc đẩy sự phát triển của những chồi ngủ chính này. Đó, đây là những chồi chính này rất khỏe. Thì mình bấm chừng 7 ngày sau thì những cái mắt ngủ này nó sẽ nó mầm ra. Thì trung bình đó, cành cấp 1 thì em sẽ để 3 mắt ngủ thôi. Đó, đây nè, lá bạn rất là to, chỉ có con dù dù tấn công thôi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Và đây là cây nho đỏ Red Cardinal, em đã bấm cành được 20 ngày rồi. Đó. Hiện tại thì ở Đồng Nai đang mưa, cứ trung bình cũng 3 đến 4 ngày thì mưa một lần. Nhưng mà cây nho đề kháng cũng rất là tốt, không có hiện tượng bệnh nấm hay tháng thư, và cứ để tự nhiên vậy thôi, là chứng tỏ là sức đề kháng của cây nho ở vùng đất mới này cũng rất là tốt. Và đây em để 3 cành, mỗi cành hiện tại thì đi đã được 30 trên 30 cm rồi. Thì tiếp theo á, khi mà song song với giai đoạn mà cành nứt này rồi, thì mình sẽ bón phân, là chủ yếu là phân NPK 20-20-15 TE của hãng Đầu Trâu hay của các hãng khác, nhưng mà với thông số chuẩn là 20-20-15. Mình bón phân định kỳ 10 ngày một lần, thì mỗi gốc tầm khoảng 0,5 lạng đến 0,7 lạng thôi, mà rải đều gốc và để bổ sung thêm. Còn nếu các anh chị không muốn thì mình cứ rải phân chuồng, hoặc là cộng với phân bón vi lượng humat dạng nước hay là dạng bột, mình về mình pha hòa tan và mình tưới, giai đoạn này cũng rất là tốt. Và đây là toàn khung cảnh vườn bưởi ở Tân Triều. Thì chắc các anh chị cũng biết thì cây bưởi ở Tân Triều cũng rất nổi tiếng như thế nào rồi. Và tiếp theo
em sẽ đến ngay cây nho 126 được trồng trong chậu và được trồng đã được 5 tháng và hiện tại thì đang tạo cành cấp 2. Thì cây nho này thì mắm đã được 30 ngày thì bông nó ra rất là đẹp. Cây nho 116 thì bông ra khỏi chơi luôn, bấm cành cũng tương đối xanh nhưng mà vẫn ra bông đều, trung bình một cành đến hai bông đó. Thì từ ba cành thì mình tạo thành 6 cành là cành cấp 2. Nếu mà các anh chị mà trồng chơi á, mà có nhu cầu mà ăn quả luôn thì giai đoạn này thì cây nho cũng đủ cái số sinh trưởng để mình nuôi quả rồi đó. Còn như ở nông Ninh Thuận em á, thì phải đợi tới cành cấp 3, từ 6 mà nhân lên 12 cành thì mình sẽ cho cây nho ăn quả, thì lúc đó thì nó sẽ đạt năng suất cao hơn đó. Những lá nho 126 và bông nho 116 rất là đẹp đây. Và đây em đang là nách những cái nách không cần thiết và cắt những cái rau nho cũng không cần thiết luôn để cho cây nho tập trung nuôi bông và nuôi ngọn. Vậy video của em đã hoàn thành rồi. Chúc các anh chị em trồng những cây nho tại quê mình thành công nhé. Có thắc mắc gì hãy nhắn tin qua trang kênh Bác Sĩ Cây Nho của em. Xin chào và hẹn gặp lại.